Thưa quý vị và các bạn sẽ đi đâu để thưởng thức không khí sôi động của cúp bóng đá châu Âu? Nếu như tại thành phố Hồ Chí Minh thì muốn tìm một điểm để xem bóng đá sôi động không phải là quá khó khăn, nhưng ở ngoài Hà Nội sẽ không dễ dàng để tìm được một fan zone để được sống trong bầu không khí của bóng đá, cuồng nhiệt của bóng đá. Và chúng tôi muốn sẽ cung cấp cho các bạn một địa chỉ mà có lẽ là bạn không nên bỏ qua. Le Parc Aigamuda chính là điểm đến mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Ngoài âm nhạc sôi động cùng những điệu nhảy nóng bỏng, khán giả còn được giao lưu với những người nổi tiếng như bình luận viên Quang Huy hay tới đây là ngôi sao bóng đá Thành Lương. Tất cả hội tụ trong vòng 1 tháng tới với vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu. Và người có ý tưởng mang đến hoạt động cộng đồng này không phải ai quá xa lạ. Thì bản thân Duy Khoan là một ca sĩ muốn đem đến cho mọi người một cái không khí vừa âm nhạc vừa bóng đá. Và mùa Euro có thể nói là năm nay thì lần đầu tiên có lẽ là có một chương trình mà xem tất cả các trận đấu lớn của trong khuôn khổ của Euro, hơn 50 trận đấu ở ngoài trời trên màn hình khổng lồ và sẽ có phục vụ thậm chí là bia miễn phí cho tất cả mọi người nữa. Hiện tại thì Duy Khoan đã cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì đem được cái không khí Euro, đem được không khí thể thao đến với tất cả mọi người ở tại đây. Không gian bóng đá ngoài trời với màn hình 400 inch cùng những giải thưởng hấp dẫn dành cho khán giả tới theo dõi miễn phí. Đây rõ ràng là một điểm đến không thể bỏ qua dành cho người hâm mộ tại Hà Nội. Tôi nghĩ những hoạt động như thế này rất nên khuyến khích và cần phải đẩy mạnh thêm nhiều cái điểm nữa ở Hà Nội. Bởi vì người phía Bắc chúng ta ấy, thì không giống như trong Nam, đôi khi tương đối là trầm, tức là cũng có những cái sôi nổi nhưng mà phải là quen biết đã, thì là rất muốn xem bóng đá với cả những người thân quen hoặc gia đình thôi. Nhưng mà thực sự là những nơi như này ấy, thì nó giải quyết được nhiều vấn đề. Chúng ta có những cái nơi mà cùng đam mê với nhau và vô tuyến ở nhà thì để dành cho những người mà người ta không thích bóng đá chẳng hạn, thì hãy ra đây hò hét và bóng đá nó có ngôn ngữ của nó, có thể chưa quen biết ra đây sẽ quen biết và sẽ cộng hưởng với nhau những cái niềm vui, những cái xúc cảm. Le Parc Aigamuda là điểm trình chiếu tất cả các trận đấu của cúp bóng đá châu Âu từ trận sớm nhất cho đến muộn nhất. Không gian rộng lớn tại đây có thể phục vụ tối đa 1.500 người và thật sự là điểm đến của những tín đồ bóng đá.